Đức Minh xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp hôm nay trên kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị một ngày vui vẻ bình an. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tiền Giang nổ trạm biến áp làm khu vực hơn 100.000 người dân bị mất điện. Lâm Đồng cháy kho dầu nhớt, 5 xe ô tô bị thiêu rụi. Từ năm 2025, chưa xác thực sinh trắc học sẽ không được giao dịch thẻ online. Tài xế ô tô trong vụ tai nạn đường sắt ở Bình Thuận đã tử vong. 29 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 9. Xuất hiện tình trạng lừa đảo thu học phí nhằm vào tân sinh viên. Gia Lai, lọt lãnh đạo và đăng kiểm viên nhận hối lộ để làm khống hồ sơ. Thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo ứng cử dẫn dắt đội tuyển Malaysia là sai sự thật. Thời tiết tháng 8 bất thường đối với cả nước, liệu sắp có thiên tai khốc liệt? Tin thế giới, tàu quân sự Trung Quốc một lần nữa đi vào hải phận Nhật Bản. Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật an toàn sinh học. Thượng viện Úc thông qua dự luật ứng phó với nạn thu hoạch nội tạng. Kiev điều quân nhằm cứu vãn thành trì ở Pokrovsk, phái đoàn Ukraine cấp tập đến Mỹ. UAV Ukraine bay về Moscow, phòng không Nga ra tay khẩn cấp. Con tin Mỹ thiệt mạng tại Gaza, Tổng thống Biden tuyên bố Hamas phải trả giá. Ông Trump phản đối cho phép phá thai tới thai kỳ tháng thứ 9. Phe thắng cử ở Pháp thúc đẩy luận tội Tổng thống Macron. Mưa lớn khiến hàng chục nghìn người Australia không có điện sinh hoạt. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ xảy ra một vụ nổ trạm biến áp khiến nhiều người hoang mang lo sợ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21:30 tối ngày 31 tháng 8, tại khu vực trạm biến áp 220 kV của công ty truyền tải điện 4 ở quốc lộ 1, phường 5, thị xã Cai Lậy bất ngờ phát ra nhiều tiếng nổ, ngọn lửa ngay sau đó bùng lên dữ dội cao hàng chục mét dù trời đang mưa. Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chuyên dụng đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác. Sau hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Được biết, khu vực cháy có diện tích khoảng 100m² trên tổng diện tích 33.000m² của trạm biến áp, do trạm biến áp cấp điện cho 16 xã, phường tại thị xã Cai Lậy cùng 15 xã, thị trấn của huyện Cai Lậy, nên sự cố ảnh hưởng tới hơn 100.000 người dân, đơn vị sản xuất, kinh doanh. Vụ nổ trạm biến áp cũng ảnh hưởng đến các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Thạnh Hóa của tỉnh Long An. Theo các cơ quan chức năng ước tính, vụ nổ đã gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự cố tại trạm biến áp 220 kV Cai Lậy chưa được khắc phục nên đến ngày 1 tháng 9, một số khu vực như toàn bộ huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, một phần xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu A, Vĩnh Lợi, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, xã Thạnh Phước, Thạnh An, Thuận Bình và một phần xã Thủy Tây, Tân Tây, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa vẫn còn mất điện. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm cách khắc phục sự cố mất điện trên. Ở một diễn biến khác, vào sáng ngày hôm qua mùng 1 tháng 9, một vụ cháy kho chứa dầu nhớt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại kho hàng chứa dầu nhớt và nhà ở trên đường Lạc Long Quân thuộc thôn Tân Hóa 2, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ngay khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân đã hô hoán bà con nhân dân trong khu vực cùng tham gia dập lửa, khống chế đám cháy, nhưng bất thành, buộc phải gọi lực lượng cứu hộ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 30 cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy. Một xe chỉ huy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng đến nhà cửa của một số hộ gia đình xung quanh vì sức nóng quá lớn từ đám cháy. Riêng kho hàng chứa nhớt nơi phát sinh vụ cháy rộng hàng trăm mét vuông bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản bên trong. Trong đó có 5 xe ô tô các loại, gồm 3 xe tải, 1 xe bán tải và 1 xe nâng, bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng. Ngoài ra còn có hàng trăm phi, thùng, chai nhớt, lốp xe ô tô với số lượng lớn cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, từ năm 2025, các giao dịch thẻ ngân hàng trực tuyến sẽ chỉ thực hiện được khi chủ thẻ đã xác thực sinh trắc học với ngân hàng, công ty tài chính, theo quy định tại thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng như thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng. Cụ thể, thông tư quy định rằng từ đầu năm 2025, giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử chỉ sử dụng được khi khách hàng đã được đối chiếu trùng khớp giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học do cơ quan công an cấp hoặc thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử VNEID. Còn với người nước ngoài hoặc người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch, dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp với ngân hàng,
Các chủ thẻ ngân hàng vẫn chưa xác thực sinh trắc học lần đầu với ngân hàng từ đầu năm 2025 sẽ không thể thanh toán thẻ trực tuyến. Giao dịch thẻ trực tiếp tại các điểm bán lẻ POS vẫn diễn ra bình thường mà không yêu cầu phải sinh trắc học. Trước đó, từ đầu tháng 7 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cũng đã quy định việc xác thực sinh trắc học lần đầu là bắt buộc nếu khách hàng muốn chuyển tiền trực tuyến từ 10 triệu đồng một lần trở lên hoặc 20 triệu đồng trong ngày. Các quy định về xác thực sinh trắc học lần đầu được Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhằm hạn chế nạn tài khoản rác, từ đó giảm thiểu tình trạng lừa đảo trực tuyến. Cũng tại thông tư 18, Ngân hàng Nhà nước còn yêu cầu ngân hàng phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và dịch vụ thẻ. Báo Thanh Niên đưa tin, liên quan đến vụ tai nạn đường sắt, ô tô bị tàu tông đẩy xa hơn 200m tuyến đường sắt Bắc Nam gây xôn xao dư luận 2 ngày gần đây. Vào ngày hôm qua 1 tháng 9, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Hồ Quốc Văn, 42 tuổi, ngụ xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, người điều khiển xe ô tô bị tàu hỏa tông gần ga Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc đã tử vong sau một ngày được cứu chữa do tình trạng chấn thương quá nặng. Trước đó vào chiều ngày 30 tháng 8, sau khi đi công việc tại khu vực dãy Thanh Long bên bờ sông Cái ở gần cầu Móng, ông Văn chạy ô tô bán tải theo đường dân sinh, băng qua đường sắt để lên tuyến đường bộ Nà Bồi, Ma Lâm trở về Phan Thiết. Khi băng qua đường sắt, ô tô bỗng khựng lại, bị tàu hàng số hiệu HH5 tông và đẩy đi hơn 200m. Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô bẹp rúm phần thân, biến dạng, còn tài xế bị đa chấn thương, bất tỉnh và mắc kẹt bên trong. Người dân sau đó phá khung xe đưa nạn nhân ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, dù chỉ mới trải qua 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ, song cả nước đã ghi nhận 118 vụ tai nạn giao thông, khiến 56 người thiệt mạng và 87 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn trên đường hàng không. Ngoài ra, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 32,8 tỷ đồng, tạm giữ 147 xe ô tô, 5.213 xe mô tô, 100 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe 2.816 trường hợp, trong đó 4.049 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 3.741 trường hợp vi phạm về tốc độ, 178 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 41 trường hợp quá khổ giới hạn, 17 trường hợp vi phạm về chất cấm. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết thêm, trong sáng ngày 1 tháng 9, lưu lượng phương tiện tại thành phố Hà Nội và các địa phương giáp danh giảm đáng kể, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong các tuyến phố nội đô nói chung không xảy ra tình trạng ùn tắc, mật độ phương tiện chỉ tăng cao tại các điểm vui chơi, giải trí trong thành phố. Thưa quý vị, theo Thông tấn xã Việt Nam, lợi dụng thời điểm các sinh viên vừa trúng tuyển và đang làm thủ tục nhập học, nhiều kẻ xấu đã giả mạo là đầu mối của một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh để lừa tân sinh viên chuyển tiền học phí, lệ phí nhập học. Theo đó, Trường Đại học Sài Gòn mới đây đã đưa ra thông tin về việc một số thí sinh trúng tuyển nhận được tin nhắn về yêu cầu đóng lệ phí nhập học năm 2024 với số tiền cần nộp là 6.953.000 đồng, sau đó đóng vào số tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trong tin nhắn lừa đảo. Trước tình hình này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đưa ra cảnh báo để bảo vệ tân sinh viên khỏi các thủ đoạn lừa đảo. Ngoài việc gửi tin nhắn giả mạo, các đối tượng lừa đảo còn tạo ra các trang web giả trông giống như trang web chính thức của các trường đại học. Kẻ xấu thậm chí giả danh nhân viên trường, gửi email hoặc gọi điện yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân hoặc thanh toán học phí qua các phương thức lừa đảo như email hoặc tin nhắn giả mạo. Mục tiêu của chúng là chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng của các sinh viên. Trước thực trạng này, Cục An toàn Thông tin đã khuyến cáo người dân nên kiểm tra các thông tin từ trường đại học hoặc tổ chức tài chính qua các kênh chính thức và liên hệ trực tiếp với trường nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Điều này giúp đảm bảo an toàn và tránh bị lừa đảo trong quá trình nhập học. Truyền thông trong nước đưa tin, vào ngày hôm qua 1 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố đối với hai nguyên phó giám đốc, một phó giám đốc và một đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8103D cùng một nhân viên của Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam với cáo buộc nhận hối lộ. Một cá nhân khác hành nghề mua bán xe cũng bị truy tố về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8103D trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, các bị can gồm Đỗ Văn Xuân, sinh năm 1981, Ngô Thanh Phú, sinh năm 1967, nguyên phó giám đốc trung tâm, Vũ Văn Tiên, sinh năm 1992, phó giám đốc và Phan Văn Hùng, sinh năm 1980, đăng kiểm viên, đã nhận tiền từ ông Nguyễn Ngọc Phước, sinh năm 1990, cùng một số chủ phương tiện có nhu cầu cải tạo xe cơ giới. Họ đã tham gia làm giả hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe,
và tiến hành đăng kiểm nghiệm thu không đúng quy định tại trung tâm 8103D. Theo đó, khi các chủ phương tiện liên hệ với Xuân, Phú, Tiên và Hùng để làm hồ sơ cải tạo xe cơ giới, thì các đăng kiểm viên này đã hướng dẫn các chủ phương tiện cung cấp thông tin đăng ký phương tiện cải tạo, yêu cầu cải tạo để làm hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới, nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Từ đó, các đăng kiểm viên này liên hệ mua hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo, còn các chủ xe tự chủ động thi công cải tạo hoặc thuê các gara thi công mà không cần mang xe đến các cơ sở thi công được cấp phép để cải tạo theo quy định. Mức giá để làm hồ sơ cải tạo xe được thỏa thuận từ 6 đến 10 triệu đồng cho mỗi xe. Sau khi chủ xe đồng ý và cung cấp thông tin, các đăng kiểm viên đã liên hệ với Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Hoàng Giang là cán bộ, nhân viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số công ty để mua hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới khống. Liên quan đến vụ án, các đối tượng khác như Lã Thu Triền, Hoàng Xuân Thảo và Vũ Hồng Quang cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Thưa quý vị, những ngày gần đây, truyền thông rộ lên tin tức về việc huấn luyện viên Park Hang-seo tự ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia. Tin đồn này bắt đầu gây xôn xao khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ông Datuk Hamidin Amin xác nhận rằng huấn luyện viên Park là một trong những ứng viên tiềm năng cho vị trí dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên, đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Lee Dong-jun đã lên tiếng phản bác thông tin này. Ông Lee khẳng định rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa từng nộp đơn ứng cử hay tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với FAM về việc trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia. Ông cũng làm rõ rằng, mặc dù công ty DJ Management, đại diện của huấn luyện viên Park và FAM đã có những trao đổi về nhiều vấn đề, nhưng không có nội dung nào liên quan đến việc ông Park sẽ dẫn dắt đội tuyển Malaysia. Việc FAM công bố thông tin nói trên có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, dưới mô địa Malaysia vẫn tỏ ra rất kỳ vọng vào khả năng huấn luyện viên Park sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia của họ. Trong một cuộc bình chọn do kênh Astro Arena tổ chức, Park Hang-seo đã đứng đầu danh sách những huấn luyện viên được mong đợi sẽ thay thế Kim Pan-gon ở đội tuyển Malaysia, nhận được hơn 60% phiếu bầu từ khoảng 400 người tham gia tính đến trưa ngày 18 tháng 7. Kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1 năm 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo chưa trở lại công việc huấn luyện mà hiện đang tập trung phát triển các dự án cá nhân. Tin tức liên quan đến khả năng ông dẫn dắt đội tuyển Malaysia vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá. Thưa quý khán giả, liên quan đến tình hình thời tiết ở nước ta, vừa qua Biển Đông đã có một tháng 8 yên tĩnh lạ thường khi không có một cơn bão hay áp thấp nhiệt đới hoạt động. Điều này rất hiếm khi xảy ra. Theo ghi nhận trong suốt 61 năm qua, Biển Đông có 6 lần không có bão áp thấp nhiệt đới vào tháng 8, đó là năm 1980, 1985, 1988, 2011, 2015 và năm nay là lần thứ 6. Theo các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là điều khá bất thường trong bối cảnh chuyển pha từ El Nino sang La Nina, nhất là khi khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương những tháng ngày vừa qua phải gánh chịu bão dồn dập. Tháng 8 năm nay cũng ghi nhận nền nhiệt cao bất thường, nhất là các tỉnh miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên. Trái ngược lại với các khu vực trên, miền Bắc lại trải qua tháng 8 cũng như một mùa hè nhiều mưa hiếm thấy, kéo theo hàng loạt thiên tai như lũ quét, ngập úng, sạt lở đất, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2024, diễn biến khí tượng thủy văn cả nước sẽ tiếp tục có những biến động khó lường trong bối cảnh La Nina có thể xuất hiện từ tháng 9 với xác suất 60-70%. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, sự gia tăng của hiện tượng thiên tai cực đoan, nhất là các cơn bão mạnh đã được ghi nhận trong những năm qua ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương có liên quan mật thiết đến tình trạng biến đổi khí hậu. Được biết, hiện tượng chuyển pha từ El Nino sang La Nina là một quá trình thay đổi trong hệ thống khí hậu toàn cầu. El Nino là giai đoạn mà nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương ấm lên cao hơn bình thường. Điều này thường dẫn đến thời tiết khô hạn và nóng hơn ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Đông Nam Á. La Nina ngược lại là giai đoạn mà nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực này mát hơn bình thường, gây ra tình trạng mưa nhiều và lũ lụt ở nhiều khu vực, đặc biệt ở Đông Nam Á. Chuyển pha từ El Nino sang La Nina thường dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong các mô hình thời tiết toàn cầu với sự gia tăng các hiện tượng mưa lớn, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Tàu quân sự Trung Quốc một lần nữa đi vào hải phận Nhật Bản. Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật an toàn sinh học. Thượng viện Úc thông qua dự luật ứng phó với nạn thu hoạch nội tạng. Kiev điều quân nhằm cứu vãn thành trì ở Pokrovsk, phái đoàn Ukraine cấp tập đến Mỹ. UAV Ukraine bay về Moscow, phòng không Nga ra tay khẩn cấp. Con tin Mỹ thiệt mạng tại Gaza, Tổng thống Biden tuyên bố Hamas phải trả giá. Ông Trump phản đối cho phép phá thai tới thai kỳ tháng thứ 9.
Phe thắng cử ở Pháp thúc đẩy luận tội Tổng thống Macron. Mưa lớn khiến hàng chục nghìn người Australia không có điện sinh hoạt. Tiếp theo đây là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản cho hay, vào hôm 31 tháng 8 vừa qua, tàu quân sự của Trung Quốc lại một lần nữa đi vào hải phận nước này, bất chấp nguy cơ gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Cụ thể, tàu quan trắc hải dương của Hải quân Trung Quốc đã vào vùng biển Nhật Bản tại khu vực ngoài khơi tỉnh Kagoshima và rời khỏi vùng biển này sau khoảng 1 giờ 50 phút. Đây là lần thứ 10 tàu quân sự Trung Quốc xâm phạm vùng biển Nhật Bản kể từ tháng 9 năm 2023. Và nếu tính cả tàu ngầm và tàu do thám thì là lần thứ 13. Theo luật quốc tế, các tàu quân sự nước ngoài có thể đi vào hải phận nước khác theo quy định về hải trình vô hại nếu không làm tổn hại đến an ninh và trật tự. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện chưa có đủ bằng chứng để xác định mục đích của tàu Trung Quốc hoặc liệu sự việc này có liên quan đến vụ máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản hay không. Do thời gian gần đây, Trung Quốc gia tăng hoạt động trong vùng biển Nhật Bản. Nhật Bản sẽ theo dõi tình hình chặt chẽ và kháng nghị với chính phủ Trung Quốc qua con đường ngoại giao. Hãng tin Bloomberg đưa tin Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật an toàn sinh học vào ngày 9 tháng 9 nhắm vào công ty công nghệ sinh học Trung Quốc. Dự luật này cấm các nhà thầu liên bang kinh doanh với 5 công ty công nghệ sinh học Trung Quốc, bao gồm BGI Group, MGI, Complete Genomics, UC Aptech và UC Biologic. Theo Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lập luận rằng, mối quan hệ kinh doanh với các công ty Trung Quốc sẽ gây nguy hiểm cho dữ liệu chăm sóc sức khỏe của người Mỹ. Dự thảo dự luật an toàn sinh học được đề xuất trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến mối đe dọa về dược phẩm và bảo vệ dữ liệu gen. Dự luật yêu cầu chính phủ liên bang cấm cung cấp kinh phí cho thiết bị hoặc dịch vụ do các nhà cung cấp công nghệ sinh học Trung Quốc sản xuất nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Hiện dự luật đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai viện của Quốc hội và thị trường đã phản ứng bằng cách giảm giá cổ phiếu của các công ty liên quan với tổng giá trị thị trường giảm 20 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, Thượng viện Úc vừa thông qua một dự luật quan trọng sửa đổi luật di trú, tập trung vào việc minh bạch hóa thông tin liên quan đến các ca ghép nội tạng ở nước ngoài và các biện pháp ứng phó khác. Theo quy định mới, bất kỳ du khách nào nhập cảnh vào Úc phải khai báo nếu họ đã thực hiện phẫu thuật ghép tạng ở nước ngoài trong vòng 5 năm gần đây. Thông tin cụ thể về quốc gia, địa phương và cơ sở y tế thực hiện ca ghép sẽ được thu thập và đưa vào báo cáo thường niên trình lên Quốc hội. Mục tiêu của việc này là phân tích xu hướng ghép tạng quốc tế, đồng thời xác thực các bằng chứng về hoạt động buôn bán hoặc thu hoạch nội tạng trái phép. Dự luật này là một phần trong chuỗi sáng kiến đang được xem xét tại nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Canada và Mỹ nhằm đẩy lùi nạn buôn bán và thu hoạch nội tạng bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ Dean Smith, người đưa ra dự luật nhấn mạnh, đây là bước đi quan trọng nhất của Úc trong nhiều thập kỷ qua, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại các hoạt động phi đạo đức này. Mặc dù đây chỉ là một sáng kiến khiêm tốn, nhưng tác động của nó sẽ vô cùng to lớn, giúp vạch trần và ngăn chặn các tội phạm quốc tế phức tạp liên quan đến việc thu hoạch nội tạng. Được biết, nạn mổ cướp nội tạng là một vấn nạn nghiêm trọng và gây nhiều lo ngại trên toàn cầu. Các báo cáo quốc tế, bao gồm từ các tổ chức nhân quyền và các nhà điều tra độc lập đã cáo buộc rằng chính quyền Trung Quốc chính thức tham gia hoặc hậu thuẫn cho phép việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là từ những học viên tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm tôn giáo hoặc sắc tộc thiểu số khác. Các bằng chứng chỉ ra rằng những người này bị bắt giữ mà không qua xét xử công bằng, sau đó bị giết hại để lấy nội tạng như gan, thận, tim mà không có sự đồng ý của họ. Nội tạng này sau đó được bán với giá cao trên thị trường chợ đen hoặc sử dụng trong các ca ghép tạng, bao gồm cả cho bệnh nhân nước ngoài. Hệ thống này được cho là có sự tham gia của các bệnh viện, lực lượng công an, quân đội và cả các cơ quan chính quyền. Gần đây, sự việc ông Trình Bội Minh, một nhân chứng sống sót sau vụ thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc thực hiện, đã gây rúng động dư luận quốc tế. Sau cuộc họp báo ngày 9 tháng 8, nhiều cơ quan truyền thông lớn tại Anh, Mỹ và Úc đã đưa tin về lời tố cáo của ông Trình, đồng thời mạnh mẽ lên án tội ác chống lại loài người của chính quyền Trung Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã điều động lữ đoàn Kharadak, một trong số ít lữ đoàn tấn công, đến Prokhorsk để củng cố phòng thủ trong bối cảnh cấp bách. Theo đó, lữ đoàn Kharadak với khoảng 2.000 người đã di chuyển từ miền nam Ukraine đến miền đông, nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp tại khu vực giữa Adikap và Pokos sau cuộc bao vây kéo dài 5 tháng. Các lực lượng Nga đã tiến dần về phía Pokos, khiến trung tâm logistics quan trọng này bị đe dọa. Trước tình thế này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã điều thêm viện binh, bao gồm cả lữ đoàn Karadak, để gia nhập các lữ đoàn cơ giới, không vận và vệ binh quốc gia ở Pokos. Các chuyên gia đánh giá, thành trì Pokos nếu thất thủ sẽ cho phép Nga tiến xa hơn về phía Tây, cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine, gây ra thảm họa về tác chiến. Ở một diễn biến khác, phái đoàn Ukraine
dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Yulia Siridenko và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã có cuộc họp tại Washington với các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Anh, Đức và Pháp để thảo luận về việc cung cấp vũ khí, an ninh năng lượng và công thức hòa bình. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục yêu cầu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công tầm xa sâu bên trong nước Nga. Cuộc họp cũng đề cập đến việc mở rộng các cơ hội sản xuất vũ khí chung và tăng cường đầu tư của các đồng minh vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin, mới đây lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của UAV của lực lượng vũ trang Ukraine bay về phía Moscow ở khu vực Podolsk. Thị trưởng thủ đô Sergei Sobyanin cho biết trên kênh Telegram rằng lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng ở quân nội thành Podolsk đã đẩy lùi một cuộc tấn công của máy bay không người lái bay về phía Moscow. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong. Các chuyên gia dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường vụ việc. Sau đó, Sobyanin thông báo phòng không tiêu diệt thêm 3 chiếc UAV nữa, một chiếc bị phá hủy ở quận nội thành Stupino, chiếc còn lại ở quận Odishovo. Do bị UAV tấn công gần sân bay Vnukovo nên việc khởi hành của một số chuyến bay bị trì hoãn. Ở một diễn biến khác, việc Ukraine bổ nhiệm đại tá Roman Hlaki làm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy các lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội. Đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezula đã tuyên bố rằng Hlaki không chỉ không có kinh nghiệm làm việc với UAV mà còn bị nghi ngờ về tội phản quốc, gián điệp và tham nhũng do việc vợ ông Hlaki mang quốc tịch Nga và con gái ông đại diện cho Nga trong các cuộc thi. Trước những áp lực từ dư luận, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã phát hành một tuyên bố trên Facebook mô tả đại tá Hlaki là một sĩ quan với nhiều năm kinh nghiệm trong AFU và đã vượt qua tất cả các kiểm tra cần thiết của cơ quan an ninh Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Israel vào ngày hôm qua 1 tháng 9 thông báo đã tìm được thi thể của 6 con tin trong một đường hầm của Hamas tại thành phố Rafah, miền nam dải Gaza trong đêm. Theo tờ The Times of Israel, cả 6 con tin đều là người Israel, trong đó có một người còn có quốc tịch Mỹ là anh Hesh Goldberg Polin, 23 tuổi. Phía quân đội Israel cho rằng 6 người này đã bị Hamas sát hại không lâu trước khi các binh sĩ tìm thấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay, tôi đau đớn và phẫn nộ. Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để đưa Hesh về với gia đình an toàn và tôi đau lòng bởi tin tức về cái chết của cậu ấy. Chắc chắn, các thủ lĩnh Hamas sẽ trả giá cho tội ác này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ cho một thỏa thuận để đảm bảo các con tin còn lại được thả. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris cho rằng Hamas phải bị diệt trừ và không thể nắm quyền kiểm soát dải Gaza thêm nữa. Theo tờ The Times of Israel, với việc tìm thấy 6 thi thể, vẫn còn 97 trong số 251 con tin bị giam giữ tại Gaza, trong đó có ít nhất 33 người được quân đội Israel xác nhận là đã tử vong. Trang Just The News đưa tin, mới đây cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tuyên bố sẽ bỏ phiếu không cho sáng kiến bỏ phiếu của Florida vào tháng 11 liên quan đến việc bảo vệ quyền phá thai trong vòng 9 tháng thai kỳ. Theo đó, ông Trump cho rằng lệnh cấm phá thai trong vòng 6 tuần hiện tại là quá ngắn và ủng hộ việc kéo dài thời gian. Phát biểu của ông Trump đã gây lo ngại cho những người ủng hộ việc hạn chế phá thai vì họ nghĩ ông có thể sẽ ủng hộ sáng kiến tu chính án 4 của Florida. Chiến dịch tái tranh cử của ông Trump ngay sau đó đã làm rõ rằng ông chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân về thời gian 6 tuần, không phải ủng hộ sáng kiến bỏ phiếu của Florida. Được biết, tu chính án 4 của Florida sẽ lật ngược lệnh cấm phá thai 6 tuần và bảo vệ quyền phá thai trước khi thai nhi đủ khả năng sống, thường là khoảng 24 tuần. Ông Trump chỉ trích sáng kiến này là cực đoan và cho rằng việc phá thai lên đến tháng thứ 9 là không thể chấp nhận được. Ông cũng chỉ trích các tiểu bang cho phép phá thai sau khi sinh và nhấn mạnh sự không chấp nhận của mình đối với việc này. Cựu Tổng thống Mỹ đã từ chối cam kết phủ quyết lệnh cấm phá thai của liên bang nếu đắc cử, cho rằng vấn đề này nên được xử lý tại cấp tiểu bang. Truyền thông quốc tế đưa tin, Đảng cánh tả nước Pháp bất khuất LFI thuộc Liên minh thắng cử ở Pháp đang thu thập chữ ký đồng thuận nhằm luận tội và bãi nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron sau khi ông từ chối bổ nhiệm ứng viên của Liên minh này làm Thủ tướng. Trước đó, LFI đã cùng ba đảng khác thuộc Liên minh Mặt trận Bình dân mới NFP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội bất thường do Tổng thống Macron kêu gọi hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, NFP đã không giành được đa số tuyệt đối tại cơ quan lập pháp, khiến Tổng thống Macron phải tham gia đàm phán để bổ nhiệm một thủ tướng mới và thành lập chính phủ. Việc ông Macron vào hôm 26 tháng 8 từ chối bổ nhiệm chính khách NFP Lucie Cassez cho vị trí thủ tướng với lý do một chính phủ cánh tả sẽ đe dọa sự ổn định của thể chế đã ngay lập tức dẫn đến sự chỉ trích gay gắt từ Liên minh thắng cử. Để phản đối hành động của Tổng thống Macron, đảng LFI đã gửi dự thảo nghị quyết khởi xướng thủ tục luận tội Tổng thống theo Điều 68 của Hiến pháp đến các nghị sĩ để xin chữ ký. Theo đó, để khởi xướng quá trình luận tội, LFI phải thu thập đủ chữ ký ủng hộ của ít nhất 1/10 số nghị sĩ.
Hiện tại, bà Panos, lãnh đạo đảng LFI tuyên bố rằng Tổng thống Macron đã từ chối tuân theo phiếu bầu của người dân và vì thế ông cần phải bị bãi nhiệm. Ngoài ra, các nghị sĩ đối lập cho rằng ông Macron không được phép mặc cả chính trị trong việc chọn thủ tướng mới. Mặt khác, Đảng Mặt trận Quốc gia đã tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ ứng cử viên nào từ Liên minh cánh tả vì họ coi NFP là mối nguy hiểm đối với trật tự công cộng, hòa bình dân sự và đời sống kinh tế. Theo thông tin từ Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Australia cho biết, trong 2 ngày trở lại đây, một luồng không khí lạnh kèm theo gió và mưa lớn đã tấn công bang Tasmania, một tiểu bang có khoảng 570.000 dân, khiến hàng chục nghìn người Australia không có điện sinh hoạt. Đối phó với tình hình thời tiết cực đoan, các cơ quan chức năng đã ban hành cảnh báo lũ lụt, trong đó nhấn mạnh nguy cơ người dân Tasmania có thể bị cô lập trong nhiều ngày do ngập lụt, làm gián đoạn giao thông. Theo nhà chức trách Úc, mưa rào và dông bão dự kiến sẽ tiếp tục, gây nguy cơ gió giật mạnh tại khu vực này và có thể ảnh hưởng đến bờ biển phía Tây và phía Bắc Australia. Ông Mick Lui, giám đốc điều hành cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang Tasmania cho biết, cơ quan này đã nhận được 330 yêu cầu hỗ trợ trong vòng 24 giờ qua. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn việc cung cấp điện, khiến khoảng 30.000 cư dân tại Tasmania vẫn đang sống trong cảnh mất điện. Được biết, Tasmania nằm cách thành phố Melbourne trên đất liền khoảng 445 km, chỉ mất 1 giờ bay hoặc 10 giờ đi phà. Khoảng 40% diện tích của bang này là vùng hoang dã hoặc các khu vực được bảo vệ. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của kênh tin tức Hành trình tương lai. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe chủ đề Bao dung có thể xóa bỏ mọi mâu thuẫn. Cổ nhân giảng, hải bất từ thủy, cố năng thành kỳ đại. Tạm dịch, biển không chối từ nước cho nên nó mới thành to lớn. Lòng dạ của một người to hay nhỏ thông thường được quyết định bởi sự cao thấp của cảnh giới tinh thần. Trong thế gian, phàm là người thành tựu được việc lớn thì đều phải có lòng dạ bao la giống như biển cả. Bao dung có thể làm lay động được người khác, cũng có thể an ủi vỗ về chính mình. Ngược lại, một người nếu như luôn trách cứ, luôn để tâm quá mức đến sai lầm nhỏ của người khác thì sẽ không nhận ra những thiếu sót của bản thân mình. Khoan dung đối với người khác là một loại độ lượng rộng rãi, thường xuyên lau rửa cửa sổ tâm hồn của mình, không che đậy chỗ bẩn bụi của mình. Có một câu chuyện như sau. Ở một ngôi làng nhỏ có một gia đình vừa mới cưới vợ cho con trai. Nhưng người mẹ chồng rất bất mãn với cô con dâu mà chính bà vừa tổ chức hôn lễ cưới hỏi đón về. Mỗi lần cô con dâu phạm sai lầm, cho dù là một điểm nhỏ thôi, cũng sẽ khiến mẹ chồng giận tím mặt. Người mẹ chồng luôn phàn nàn với hàng xóm rằng, con dâu tôi việc bếp núc rất kém cỏi, ngay cả cây hành hay cây hẹ cũng không phân biệt được. Khi thì bà lại phàn nàn với người khác rằng, tôi thật xui xẻo vì có một đứa con dâu lười biếng, không chịu làm việc nhà, thường xuyên làm thêm ở công ty đến đêm mới về, mà không biết có đúng là tăng ca không hay chỉ là đi chơi lêu lổng bên ngoài. Ngày qua ngày, người mẹ chồng cứ một mực phàn nàn và không hài lòng với con dâu của mình. Vì vậy, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu trong gia đình họ ngày càng căng thẳng hơn. Cuộc sống gia đình vô cùng ngột ngạt. Người con dâu cũng vì thế mà chán nản, mặc dù không oán giận mẹ chồng, nhưng trong lòng cô dường như có khoảng cách rất lớn. Một hôm, có một người bạn cũ của người mẹ chồng đến nhà chơi làm khách. Người mẹ chồng lại phàn nàn và nhìn qua cánh cửa sổ, chỉ vào dây quần áo đang phơi trên ban công rồi nói, bà ạ, tôi thật không biết là con dâu nhà tôi đã được dạy dỗ thế nào mà ngay cả quần áo nó giặt cũng không được sạch. Bà nhìn xem, quần áo giặt rồi mà còn loang lổ vết bẩn thế kia. Làm thế này chẳng phải chỉ tốn thời gian và nước giặt thôi hay sao? Người bạn sau khi nghe xong, cẩn thận nhìn lên ban công, quan sát rồi lặng lẽ cầm chiếc rẻ lau lau và xoa xoa vào cánh cửa sổ một lát. Sau đó nói, bà ơi, bà ra nhìn lại mà xem có khác gì không? Người mẹ chồng ra nhìn lại, cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng quần áo đang phơi trên ban công tất cả đều sạch tinh. Người mẹ chồng chậm rãi nói, hóa ra không phải là do con dâu giặt quần áo không sạch, mà là do cánh cửa sổ này bị ố bẩn. Lúc này, người bạn của bà mới nói, vậy là bà đã trách nhầm con dâu rồi đấy. Người mẹ chồng như hiểu ra mọi điều, bà đứng im lặng trầm ngâm. Người bạn của bà lại nói tiếp, hãy nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn, bà sẽ nhìn được rõ hơn và thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ đó về sau, người mẹ chồng xóa bỏ thành kiến với người con dâu, không dùng ánh mắt khó chịu để nhìn người con dâu nữa,
thậm chí bà còn dùng ánh mắt tha thứ và bao dung hơn để đối đãi với những sai lầm của con dâu mình. Người con dâu vốn cũng không oán giận mẹ chồng, nên thấy mẹ chồng thay đổi thì cũng rất nhanh hòa hợp. Hai mẹ con họ ngày càng yêu kính lẫn nhau, cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ, đầm ấm hơn trước rất nhiều. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình. Bao dung, tha thứ sai lầm của người khác thì trong mệnh của mình sẽ có nhiều thêm một phần không gian, nhiều thêm một phần nhân ái. Trong cuộc sống sẽ có nhiều hơn sự ấm áp, nhiều hơn ánh nắng mặt trời. Tha thứ là cái gốc của niềm vui, niềm hạnh phúc trong đời người. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Thưa quý vị, cuộc sống này, bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất. Bất kể dung mạo bình thường hay xuất chúng, tấm lòng lương thiện chính là mỹ diệu nhất. Làm người ta lựa chọn chân thành, xử sự ta lựa chọn thiện lương. Bảo trì một trái tim luôn hướng về phía trước mới là dũng cảm nhất. Nhìn khắp thế gian vật đổi sao rời, giữ vững một phần thiện niệm mới được gọi là vĩ đại. Đi khắp muôn sông nghìn núi vẫn còn là một người lương thiện, đó mới là điều không hối không tiếc nhất. Nơi đầu cũng là người lương thiện, cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Vâng, thưa quý vị, không món quà nào tốt hơn là có một sức khỏe tốt, cũng là món quà tinh thần và thể chất cho mọi lứa tuổi. Quý vị hãy thử tìm hiểu vào tập khí công xem sao. Ngoài các công dụng kỳ diệu đối với sức khỏe thể chất, khí công còn mang đến giá trị tu dưỡng và hàm dưỡng về mặt tinh thần cho người tập, vén mở thêm những bí ẩn về phương pháp dưỡng sinh, tu luyện của người xưa. Trong cuộc sống hối hả hàng ngày, khí công sẽ giúp chúng ta sống chậm hơn, trẻ hóa hơn, một sức khỏe tốt từ tâm đến thân. Quý vị đừng bỏ qua nhé. Nội dung chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả phía trên màn hình. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay trên kênh Hành Trình Tương Lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.